Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success. Hôm nay chúng ta giải một cái đề thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Bài này là cái bài của chúng ta là bài đọc đánh tích dẫn vào ô yes hoặc no á. Cái nào đúng đánh vào yes, cái nào sai đánh vào no nhé. Đây là cái bút chỉ của tôi, đúng rồi, tôi có một con chó là sai rồi. Câu số 2, mẹ của tôi trong bếp là đúng luôn. Câu số 3, this is my sister, đúng rồi. Câu số 4, tôi có môn tiếng Anh vào Monday, mà ở đây là Friday, sai luôn. Sau bài này, tên của tôi là Hùng, tôi 9 tuổi, tôi đến từ Việt Nam. Bây giờ các bạn coi này, tên tôi là Hùng này, Khoanh và Hùng này. Câu số 2, có anh ấy sống với gia đình của anh ấy là family này. Câu tiếp theo, có mấy căn phòng, ở đây có mấy căn phòng? Có 3, đếm này, có 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách là 4, bếp là 5, phòng tắm là 6 phòng. Chúng ta khoan vào 6. Phòng ngủ của anh ấy thì màu gì? Phòng ngủ của anh ấy thì màu brown, màu gì? Blue and orange. Đây. Có mấy cái ghế trong phòng của anh ta? Có một cái. One, ok. Xuống bài này sắp xếp lại này. Ok. Sleeping này. Sleeping. Rồi bird. Rồi gì đấy? Living room. Tiếp theo table. Bài này, where are you from? Where are you from? Bạn đến từ đâu? She is sleeping in her bedroom. Rồi, đề của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những đề tiếp theo. Goodbye, see you later.